Liệu các bạn có biết bên trong trái Kitsune chính là một con Among Us? Không tin đúng không? Không, làm sao có chuyện gì được. À, được rồi, nó cho mọi người xem nha. Đầu tiên chúng ta sẽ biến thành hình dạng của Kitsune. Và sau đó thì zoom vô phía dưới như thế này. Bum 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 bum. What the fuck? Trong cái yên á, ngay cái yên á. Ôi, hết cả. À. What? Ôi, không ngờ luôn á. Trái Kitsune ra được mấy năm rồi mới biết đúng không? Ừ, giờ mới biết có Among Us ở dưới cái yên ngồi của con Kitsune. Nhưng mà đây chỉ là một trong những bí mật siêu khủng khiếp cho video hôm nay thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bí mật thứ hai. Đầu tiên thì các bạn hãy chạy qua cà phê cho mình nha. Và sau đó thì nhặt cái gương và đi xuống cái hang ở dưới đây. Ở ý mình là tầng hầm nhốt loli của Vidac. À. Và đương nhiên các bạn sẽ không thể nào đi vô cửa được đúng không? Nhưng khi các bạn bật ship lock lên thì chúng ta có thể tê bê xuống dưới đây. Và trong căn phòng đầy ếch này, chúng ta có thể nhìn được cái chữ King Todd House, một trong những thanh niên bí ẩn nhất ở Blockfoot hiện tại ha. Nhưng mà một tí nữa ở những bí mật sau, mình và Vidac sẽ cùng nhau giải mã bí mật về thanh niên này. Còn bây giờ thì... Ê, gì vậy? Và đến với bí mật tiếp theo, các bạn hãy đi lại chỗ ông bán thuyền ở đây. Yes, Boss Dealer. Thì các bạn có thể thấy cái thuyền Bray này với giá 1000 Belly và Rand Bray với giá 4000 Belly. Tuy nhiên, nếu các bạn spam ở bên phe hải quân thì các bạn chỉ cần đi lại nói chuyện với ông bán thuyền một lần nữa. Lúc này, những chiếc thuyền các bạn sẽ được giảm giá xuống còn 600 và 2000 Belly. Gần như là phân nửa luôn đúng không? Giống y chang tập với 4 Fungi hiện tại đó, quá rẻ luôn. Nhưng mà sẽ ra sao nếu như mình nói với các bạn là chúng ta vẫn còn một cái bí mật còn bá đạo như vậy nữa. Đó chính là chiếc thuyền rẻ nhất bên phe hải quân sẽ mạnh hơn chiếc thuyền bá đạo bên phe hải tặc. Em tin không Vidac? Không tin cho lắm đâu anh nữ làm ơi. À, giờ em mua cái thuyền 1000 Belly bên hải tặc đi. Chiếc thuyền của anh chỉ có 150 Belly thôi nha. Đó các bạn thấy không? Rõ ràng là chiếc thuyền của Vidac bự hơn nè và nó đen hơn nữa. À thì đó là cái phong cách của em thôi, phong cách. Nhưng mà tuy nhiên chiếc thuyền 150 Belly của anh nó có tới 2500 máu lận, trong khi đó chiếc thuyền 1000 Belly của Vidac chỉ có 2000 máu thôi. Ủa sao kỳ vậy? Sao của em bự hơn ít máu hơn thuyền nhỏ của anh? Thì đó, sức mạnh của người da trắng mà phô. Đáng ra người da đen phải trâu hơn người da trắng chứ. Phản công mày ơi, tới lúc người da đen trỏ dậy rồi. Đừng có giỡn với anh. Hai cái là bắn bắn rồi, chết luôn. Này mới là lock foot ngoài đời nè các bạn. Trận chiến BB căng nhất trong lock foot. Ôi anh bật ơi, bắn lên lên BB foot rồi. Ôi em chìm thiệt à, yeah, anh thắng rồi. Ủa? Thì ra sao bí mật này có vẻ các bạn đã biết nên chọn phe nào nó chơi đúng không? Nói chung thì cũng khá là buồn cho bên hải tặc ha. Thuyền chạy vừa chậm mà lại còn vừa mắc tiền nữa chứ. Và bí mật tiếp theo của chúng ta đó chính là ở Middletown. Đi theo anh nè Phúc, let's go. Ok. Thấy căn nhà này không? Một cái cửa màu vàng lủi vô. Thì trong đây chúng ta sẽ có được admin MyGame43 cùng với Robot Mega. Thì đây chính là NPC có thể giúp các bạn nâng cấp cây Duckblade lên V2 ha. Tuy nhiên khi các bạn quay lại phía sau thì chúng ta sẽ thấy cái poster của thanh niên Wenlock Thoát. Các bạn còn nhớ ông này không? Còn hết ở dưới cái phòng á hả? Ờ, yes chuẩn sir, chính là hắn đó. Ờ, ông làm gì này ta? Ông giống cầu thủ FIFA quá à. Ông này cũng đến từ Vương quốc Anh nè ba, nghe sang trọng vậy. Có thể là cầu thủ đá banh ở ngoài đời luôn chừng á. Vậy mà làm admin cho Lockfoot. Như anh nè, anh là Ronaldo mà anh đi quay video Lockfoot nè. Su! Em cũng là Messi nè. Ok, và tiếp theo khi mà các bạn lên hòn đảo trên trời thì các bạn hãy đi lại ngôi nhà to nhất này. Bên này nè. Ngôi nhà. Ngôi nhà có cái gương kim cương á. Sau đó thì các bạn hãy nhìn lên trên trời. Nó sẽ có một cái dòng chữ tên là Foot 10. Đấy, thì khi các bạn nhập dòng chữ này vô chỗ code thì chúng ta sẽ được 10 tỷ Belly. Ôi cái code này mình lỡ nhập từ trước rồi. Cái này là 10 tỷ Belly real nha, các bạn nên vào game thử đi. Và nếu như các bạn không biết, trên con thuyền ma này nó còn một cái nơi khá là bí ẩn. Đố em là chỗ nào phải không? Em không biết luôn, anh đố em hay câu khó khó không mà. À thì cái anh cũng không biết nữa. Ủa alo, vậy sao làm video? Dạ nghe ra đây nè cô, em thấy cái gì, cái này gọi là gì ta? Cái đèn chùm. Ờ, em thấy cái đèn chùm đây không? Em hãy leo lên nó và bật nút ship lock lên. TB không mày? Đừng di chuyển nha, anh cảnh báo trước rồi đó. Ủa nếu di chuyển thì sao? Bye bye. Anh đã cảnh báo em rồi mà. Thì như các bạn thấy đây, chỉ cần leo lên cái đèn chùm đó thì chúng ta có thể đi đến một nơi khá là bá đạo. Và trong trường hợp em không biết thì em có thể đứng dưới đây để không bị mất máu nha. Ủa sao không mất máu vậy? Hay vậy? Sao đâu em rò thôi. Gì? Thích nghi cái này gọi là ôi có ấy. Gì sao hay vậy? Yeah. Gì Vidac hay các bạn, cái này mới là bí mật mới nè. Hello bro. Xin chào các bạn đến với đảo sa mạc. Thì nếu như các bạn không biết, trên đảo sa mạc này có tồn tại một cái bí mật khá là khủng khiếp. Đương nhiên không phải là cái việc mà các bạn có thể đi vô được cái cửa màu đỏ này rồi. Nhưng mà mình còn có một cái bí mật mà có vẻ các bạn không biết nữa. Đó chính là các bạn hãy lượm cái gương này nha và đi xuống cái hang ở đây. Wow, ghê vô. Và bên dưới cái hang này đó chính là Chagu Shop.
đúng không ta? Nhìn cũng giống giống mà chắc không phải đâu. Thì đây chính là cái ông mà bán một cái mũ gọi là mũ kiếm sĩ với các bạn ha. Đây, Swordman Head. Thì có vẻ cái lý do mà các bạn không biết được ông này đó chính là do cái nón này quá xấu và thậm chí là nó còn phế nữa. Ngoại trừ cái việc nó búp chỉ số cho cái kiếm các bạn ra thì nó không còn tác dụng nào nữa hết. Nhưng mà nhìn nó cũng khá là giống cái nón của Mihawk nên là nếu như các bạn muốn thì vẫn có thể mua ha. Ok, và đến với NPC bí mật tiếp theo ở trong Factory hay còn gọi là nhà máy. Đầu tiên thì các bạn hãy đi lại cánh cửa giùm mình nha và sau đó bật ship lock lên để TP ra ngoài. Nếu như các bạn ở ngoài rồi thì khỏi nha, tại nãy mình lỡ TP vào trong. Em biết NPC đó là gì không? Không, đó là gì ạ? Đó chính là Sao em ở trong bức tường này vậy? Cái chỗ này em biết lâu rồi, em biết lúc mà mới update luôn rồi. Thì đây chính là NPC Cybot nha các bạn, một ông bán thiền cho chúng ta. Mình nghĩ là đã đến lúc tránh xa với đắt ra các bạn ơi. Nếu như các bạn là một người PvP Lockfoot giỏi với 30 triệu bounty thì mình nghĩ các bạn cũng chưa biết được cái bí mật này đâu. Em đi theo anh vô mansion rồi Phúc, let's go. Như các bạn biết bình thường á thì khi chúng ta vô mansion nó sẽ bị cái gọi là safe zone và không đánh nhau được đúng không? Tuy nhiên mình vẫn có một cách để có thể giúp các bạn đánh nhau được trong safe zone. Sao vậy được? Safe zone là kiểu dùng an toàn á, sao đánh nhau được? Không tin là lại đây nè, lại đây nè. Đứng đây đi. Rồi nhảy lên. Nhảy chưa? Mày ơi, mày what chạy đâu rồi, chạy đâu rồi mày chạy, mày chạy thôi, đừng có đánh lén tiểu nhân à tiểu nhân ơi, tiểu nhân vô nay quýnh nè, vô nay đấu trường ở trong đây nè. Ok tưởng sợ đấu trường ở trong đây, đấu trường ở trong đây nè. Mất 33k bao tí của anh rồi. Em tưởng anh là chùm bao tí. Ôi em thèm bao tí nữa mà phô. Và địa điểm tiếp theo của chúng ta đó chính là Hyratown. Thì như các bạn đã biết đó, những căn nhà trong Lockfoot chúng ta không thể nào mà đi vô được, kể cả việc mà chúng ta sử dụng ship lock đi chăng nữa. Ủa vô được thiệt nào, what the fuck. Nhưng ý mình nói ở đây thì đó chính là chúng ta sẽ không cần sử dụng ship lock luôn, mà chỉ cần việc đi thẳng vô căn nhà thôi. Ui đi xuyên ra ngoài được luôn, 5 phút, what the fuck. Phải what? Cái này là anh mới biết đó nha. Ủa căn nhà này bị quyền gỗ hả, sao mình đi xuyên qua được? Wow, các bạn thấy gì không, chúng ta có thể đi xuyên tất cả mọi góc trong căn nhà luôn chứ không phải là cái cửa. Và đến với bí mật tiếp theo đó chính là củ trái Control. Như các bạn đã biết thì trái Control này chỉ ít có thể cắt được tất cả mọi thứ đúng không, như là căn nhà này và căn nhà kế bên chẳng hạn. Tuy nhiên nếu như các bạn sai một người vô đứng ở ngay cái chỗ căn nhà, Phốt vô đứng đi, thì các bạn xem điều gì sẽ ra nha. Chúng ta sẽ thấy được căn nhà bên này nó sẽ hồi lại, trong khi đó thì căn này vẫn chưa hồi lại nè, các bạn thấy không? Thấy gì không? Em mới đi ra cái nó hồi lại kìa. Căn nhà này nó có trí thông minh nhân tạo trong nhà hay sao? Và yes sure, nếu như các bạn là một người chơi Lockfoot lâu năm thì có vẻ đây chính là cái bí mật mà các bạn rất là thích khá. Chúng ta sẽ đi đến hồ bơi của Doflamingo và thay vì chạy xuống dưới quýnh nó, chúng ta sẽ quẹo qua căn phòng bên đây. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được ba thứ rất là quan trọng. Đầu tiên đó chính là quả cầu của Thái Lan, và bên đây chính là cục khói vuông của Brazil, và đương nhiên cái bá đạo nhất đó chính là một cái gương kim cương. Ai cho mày lượm phốt? Mẹ đang tính lượm luôn, này nó nhanh quá. Và đương nhiên nói về những quốc gia chơi Lockfoot nhiều nhất, chúng ta không thể nào thiếu được đó chính là Việt Nam, với biểu tượng là một cái nón lá ở đây. Wow, thậm chí là còn bự hơn hai quốc gia kia nữa. Nhưng mà mình nghĩ là admin nên để cái nón lá này ở một chỗ gọi là sang trọng hoặc là đẹp đẽ hơn tí nha, để ở đây hơi vắng vẻ, các bạn hiểu không? Chỉ có những người nào mà coi video của anh Crazyland thì mới biết thôi, chứ bình thường khá ít bạn chạy chỗ này ha. Thì các bạn đã bao giờ gặp phải cái trường hợp gọi là đang cầm trái Kitsune siêu VIP Pro này nhưng mà các bạn lại bấm ăn nhầm trái spin chưa? Nếu gặp em trong trường hợp đó thì em sẽ làm gì không? Em nghĩ em sẽ out game ngay lập tức để mong là nó không biến mất trái Kitsune của em. Nếu như các bạn đang sở hữu trái Kitsune nhưng mà các bạn lại ăn nhầm một trái quỷ nào đó, đây mình giả bộ ăn trái spin nha, thì các bạn chỉ cần out game ngay lập tức. Các bạn hãy đoán thử xem là trái Kitsune mình có mất hay không. Nó không biến mất của ơi. Thì đó, nếu như các bạn lỡ ăn trái quỷ cùi thì chúng ta chỉ cần out game ra vào lại là mọi chuyện đã được giải quyết. Thì nếu như các bạn không biết, trong Lockfoot hiện tại chúng ta đang có 6 tộc, đó chính là tộc Human, tộc Thỏ, tộc Cá, tộc Thiên Thần và Gâu cùng với Cybot. Tuy nhiên ở bên trong đền thờ thức tỉnh tộc thì nó có tới 7 lá cờ cùng với một lá cờ bị để trống. Và yeah, mình xin xác nhận với các bạn một điều rằng lá cờ đó chính là dành cho tộc V4 mới. Bởi như các bạn thấy ở khu vực này nó sẽ có một cái bức tường khá là to và bị chặn với mấy cái thùng gỗ ở đây. Và trùng hợp thay thì cái diện tích của bức tường này vừa đủ để chúng ta có thể nhét thêm căn phòng vô nữa. Cái tin đồn của chúng ta sẽ có tộc V4 mới là hoàn toàn có thật nha. Mình mong tới ngày đó quá. Kha 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 kha. Nhưng mà không biết khi nào update nữa. Ok, đó chính là tất cả bí mật trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.